trợ giúp và hướng dẫn của thầy, thầy đảm bảo, thầy tự tin rằng là chắc chắn 100% các bạn sẽ chinh phục được bộ môn họa nhá, trong cả năm lớp 12 này. Thầy sẽ đứng ở bên cạnh các bạn và hỗ trợ cho các bạn. Ok, nào, câu số 1 ạ. Các bạn comment đáp án cho thầy xem. Câu số 1 đáp án gì ạ? Câu 1 ạ. Thủy phân ST nào sau đây trong dịch NaOH thu được natri formate? Thủy phân ST nào sau đây trong dung dịch NaOH thu được natri formate? Thì mình phải nắm được công thức của natri formate. Công thức của natri formate là HCOONa. Đúng chưa? Thì với cái công thức là HCOONa này thì những anh nào thủy phân sinh ra được HCOONa thì nó phải có đầu HCO, hay tương đương với việc là nó phải có dạng. Thằng ST nó phải có dạng là HCOOR, phải tư duy làm nên khác biệt. Chúng ta phải tư duy trước rồi chúng ta làm sau. Còn nếu bây giờ chúng ta đi viết hết phương trình A, B, C, D thì nó không thỏa mãn với cái việc mà chúng ta làm nhanh hay việc chúng ta tư duy. Và ở đây bây giờ mình nhìn thấy nó có dạng là HCOR phải, thì mình chọn được ngay đáp án đúng của chúng ta, nó là đáp án C. Bởi vì chỉ mỗi một anh C nó mới có dạng là HCOR phải thôi. Đúng không các bạn? Ok. Các bạn hiểu chưa? Rất là dễ rồi mà, đúng không? Câu số 2 nhá. Đây là những cái câu mà thầy tuyển tập ở trong đề thi Trung học Thông quốc gia năm 2022 mới nhất. Các bạn nhìn đó, mới toanh luôn. Câu số 2 ạ. Thủy phân hoàn toàn M-gam-metin-acetat. Thủy phân hoàn toàn M-gam-metin-acetat thì chúng ta phải nắm được công thức của metin-acetat là gì. Thì mình có là công thức của metin-acetat ấy, thì nó sẽ có công thức là gì? CH3COO CH3. Các bạn ơi, các bạn cùng comment đáp án cho thầy thế nào, xem câu số 2 đáp án gì ạ. Đây là dạng bài tập thủy phân về mức độ nhận biết nhá. Đây là dạng bài tập thủy phân về mức độ nhận biết, rất, nó là một trong số những phần dễ và rất hay có ở bên trong đề thi. Đấy chưa? Phần ST của chúng ta sẽ có 5 câu. Sơ sơ qua là có 5 câu trong đề thi Trung học Thông quốc gia nhá. Thì 5 câu này tương với lại 1,25 điểm. Phần ST là phần cực kỳ quan trọng nhá. Nếu mà các em mà không nắm vững được phần ST thì gần như các phần sau chúng ta sẽ rất dễ bị lãng quên, chúng ta rất dễ bị rỗng kiến thức và từ đó chúng ta sẽ không thể xây được nên cái gốc chắc chắn được. Và nếu mà chúng ta không có gốc chắc chắn thì các bạn biết rồi, điểm của bạn tỷ lệ thuận với cái việc là gốc, đúng không? Chúng ta sẽ điểm rất là thấp. Nên thầy không mong muốn, thầy không muốn rằng là tất cả các bạn đã biết đến thầy rồi mà điểm lại thấp. Ok không? Vậy chúng ta cùng làm nhá. Mình biết được metinacetat rồi. Bằng dung dịch NaOH đun nóng, dung dịch NaOH đun nóng thì mình thu được muối của mình là CH3COONa cộng với lại CH3OH. Được chưa? Thế thì đề bài cho chúng ta là 8,2 gam muối thì chúng ta sẽ tìm được số mol của muối. Số mol của muối nó là 8,2 chia cho phân tử khối này là 82. 8,2 mà chia cho 82 thì bằng 0,1. Vậy số mol của CH3COONa chúng ta bằng 0,1. Với số mol của CH3COONa là 0,1 thì chúng ta sẽ quan sát như này. Bên trong anh này là CH3COCH3 đúng không? Vậy mình sẽ có là tỷ lệ 1,1. Vậy mình sẽ tìm được số mol ST cũng bằng 0,1. Với số mol ST cũng bằng 0,1 thì ngay lập tức chúng ta sẽ tìm được khối lượng của metinacetat, nó bằng là số mol là 0,1. Các em ơi, các em cố gắng muốn làm nhanh chúng ta nên thuộc phân tử khối luôn. Anh này chính là C3H6O2 thì phân tử khối nó bằng 74. Thì 0,1 nhân 74 thì bằng 7,4 gam nhá. 7,4 gam vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì ạ? Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ 7,4 gam. Quá dễ dàng đúng không? Quá dễ dàng đối với chúng ta. Nhờ. Thực ra câu này ấy, nếu mà là các em học giỏi ấy, các bạn có thể tư duy ngay ở trong đầu nhá. Các bạn có thể tư duy ngay ở trong đầu về cái vấn đề về cái phương trình hay về tất cả mọi thứ này. Thế là ngay lập tức thôi là các em đã có thể là nhẩm ra cái là chọn được đáp án luôn rồi. Nhưng ở đây thì hướng dẫn cho tất cả các bạn. Câu số 3 là một câu về tìm đồng phân. Với đề thi năm 2022 thì với câu số 3 tìm đồng phân này nó đã gây cho tất cả các bạn học trung bình khá một sự rối loạn trong đấu pháp. Bởi vì là lâu rồi nó không ra, tự nhiên năm nay nó ra làm cho các bạn run sợ. Thực sự là nó là khiến cho các bạn run sợ. Các bạn cũng có thể comment đáp án cho thầy xem câu số 3 đáp án gì được không ạ? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi cái buổi học của thầy.
Các bạn có thể là giúp thầy chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn của các em vào đây. Ôi, bây giờ thầy mới đọc được comment các em này. Úi dồi ôi, các bạn ấy comment nhiều lắm. Chào Trương Đức Trí nhá. Chào Trần Quang Tuấn Đạt. Chào Đỗ Quốc Thành. Chào Đức Toàn. Nay toàn bạn mới rồi. Chào Đỗ Quốc Thành. Chào Đức Toàn. Chào Phan Hải. Chào Quốc Đạt. Chào Hoàng Việt. Hello, chào tất cả bạn và các em nhá. Đây thầy nhìn thấy các bạn ấy comment rồi. Nãy giờ không nhìn thấy comment. Bây giờ mới nhìn thấy comment ạ. Câu 3 đáp án gì ạ? Câu 3 thì các bạn có thể sử dụng rất nhiều cách nhá. Các cô giáo ở trên lớp thì các cô sẽ dạy chúng ta là cách viết hết ra. Đúng không? Một vài thầy luyện thi thì sẽ dạy các em là cách sử dụng công thức. Nhưng ở đây thầy sẽ không dạy chúng ta cái cách sử dụng công thức, bởi vì cách sử dụng công thức chúng ta phải thuộc công thức. Thì chúng ta còn phải học cả cái cách tìm đồng phân của amin, của amino acid, của este, của acid, của ancol, của anhydride, đúng không? Nếu mà như vậy chúng ta phải thuộc rất nhiều công thức. Và như vậy nó không thỏa mãn với cái việc mà chúng ta học. Mà cái điều mà quan trọng nhất của chúng ta là chúng ta phải sử dụng một cái phương pháp nào đó nó tổng quát. Để mình từ phương pháp đấy mình có thể giải được hầu hết các mọi câu, mình giảm tải cho cái não của mình. Đúng chưa? Đấy, thì ở đây thầy giới thiệu cho các bạn phương pháp tìm đồng phân 345248 của thầy. Mặc dù thầy đã dạy và thầy đã chia sẻ rất nhiều, phương pháp này là một phương pháp cực kỳ kinh dị nhá. Nó đứng top ở trên YouTube. Được chưa? Và hôm nay thầy sẽ chia sẻ lại cho chúng ta. Este cùng công thức phân tử là C3SO2 thì nó sẽ có dạng là R1COOR2, được chưa? Được không ạ? R1COOR2, vậy mình sẽ có này, R1 cộng với R2 thì bằng số nguyên tử carbon là 3 trừ đi 1 thì còn 2. 2 nguyên tử carbon rồi. Vậy ở đây mình sẽ xét thành tổng các số hạng thì mình sẽ có là 0 cộng 2 1 cộng 1, và các bạn chỉ cần đọc cho thầy như này thôi. 3 4 5 2 4 8 3 4 5 2 4 8 0 1 2 0 1 2 thì chỉ có 1 1 1. Được chưa? 0 có 1, 1 có 1, 2 có 1, 1 có 1. 1 nhân 1 bằng 1. 1 nhân 1 bằng 1. 1 cộng 1 bằng 2. Vậy suy ra anh này có 2 phần. Dĩ nhiên nếu mà các bạn nhìn thấy, nếu mà sử dụng cách này với bài này thì có thể là không nhanh. Nhưng mà nói thật với bọn em, đây là thầy giảng cho các em hiểu. Còn đa số học sinh của thầy á, nó học cái phương pháp này xong rồi á, thì nó nhẩm trong đầu 0 cộng 2 có 1, 1 cộng 1 có 1, 1 cộng 1 bằng 2. 15 giây xong đồng phân. 15 giây ạ. Thực ra 15 giây là thầy vẫn còn đang gọi là nói giảm nói tránh cái phương pháp này. Còn thực ra nhiều bạn chắc thầy nghĩ là chỉ 5 giây. Ví dụ như anh Đức Anh, thủ khoa khối B, học sinh ruột của thầy, thì chắc chắn chỉ có 5 giây. Thầy khẳng định điều đấy luôn. Tại sao? Tại vì cái này nó hình thành một cái lối tư duy trong đầu. Và thầy luôn luôn hướng cái điều đó. Nên các bạn chú ý nhá, chúng ta học hiểu bản chất. Ok không ạ? Vậy ở đây chúng ta sẽ có 2. Rồi. Câu số 4 ạ. Câu số 4 hả các em? Câu số 4 các bạn chọn đáp án gì ạ? Các bạn comment đáp án xuống phía dưới nào để thầy biết nào. Ôi, hôm nay là cố gắng lắm nhá, bởi vì là sáng nay thầy cứ nghĩ là đáng nhẽ là lịch tối nay là thầy sẽ like sang phần chương 2. Thế nhưng mà sau đó thì thầy có một làm một cái bài khảo sát nhỏ xem là các bạn đã học đến đâu rồi. Và thầy không ngờ rằng là rất rất nhiều bạn bây giờ mới bắt đầu học bài đầu tiên của chương trình lớp 12 là bài este. Thế chính vì vậy nên là cả buổi trưa hôm nay thầy ngồi thầy soạn lại một cái đề, để thầy soạn một cái đề để có thể giúp đỡ cho các bạn không có sợ phần este nữa. Thế thì các bạn nhé, các bạn đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay thì chúng ta có duyên với nhau. Các bạn có gặp bất kỳ một khó khăn nào về môn hóa, kể cả về phần este em gặp khó như thế nào, hay là cả về phần carbohydrate em gặp khó nào, các em có thể inbox cho thầy. Để cho inbox cho fanpage này, để mà thầy có thể giúp đỡ, thầy có thể tư vấn, thầy có thể trợ giúp cho các em. Được chưa? Và dĩ nhiên rồi, bạn nào mà muốn tìm hiểu về khóa học của thầy thì cũng inbox cho fanpage này, sẽ được tư vấn nhiệt tình. Ok ạ. Hiện tại thầy đang có cái khóa S1, đang học nốt phần ST, và một tuần học 2 buổi. Phần khóa S1 này của thầy nó có là 7 chuyên đề, 50 dạng bài tập nhá. Và hơn 1.500 những cái bài tập mà do thầy chữa trực tiếp dành cho các em. Tài liệu thì nhiều vô kể. Ok, bạn nào mà muốn tìm hiểu về khoa học thì có phải vui lòng inbox cho fanpage hoặc inbox cho thầy. Câu số 4 ạ. STX được tạo bởi từ ancol ethylic C2H5OH và axit acetic CH3COH, đúng không? Vậy bây giờ đề bài hỏi công thức của X là gì? Được tạo bởi thứ hai này. Vậy thì nó sẽ chỉ có thể là CH3COO C2H5, đúng không? CH3COO C5. Đáp án đúng là đáp án D nhá,
Đáp án đúng, đáp án gì? Câu số 5 ạ. Mã đề 203 đề tốt nghiệp trung học thông quốc gia năm 2021. STX có công thức phân tử là C4H8O2. C4H8O2. Thủy phân X trong dung dịch H2O4 loãng. Đun nóng thu được sản phẩm gồm axit propionic CH5 COH và chất hữu cơ Y. Đề bài hỏi chúng ta là công thức của Y là gì. Thế thì mình phải nắm được rằng là để mà thủy phân được ra cái thằng axit này thì cái thằng đầu của anh A, của thằng este, nó cũng phải có dạng như thế. Có nghĩa anh C4H8O2 nó phải có dạng là C2H5 COO. Vậy thì bây giờ câu chuyện nó đơn giản rồi. C4 này trừ đi C3 thì chỉ còn là 1C thôi, CH3. Vậy công thức của Y chúng ta nó sẽ chỉ có thể là CH3OH. Dễ như húp cháo đúng không em? Dễ như húp cháo nhá. Chỉ cần mình cố gắng học thôi thì cả vũ trụ sẽ giúp đỡ em. Để em học lên. Ok. Vậy công thức của Y chúng ta là đáp án à nhá. Ok. Hiểu ạ? Bạn nào hiểu thì chấm cái nhá. Bạn nào hiểu chấm cái. Đây, câu số 6 đây. Anh em công thức dùng đi. Anh em viết hết dùng đi. Nào anh em nào sử dụng công thức, add công thức vào đây tính cho thầy xem nào. Anh em nào viết hết, viết hết ra cho thầy xem nào. Và comment đáp án xuống phía dưới thầy. Nào, bạn nào đã học thầy, comment đáp án xuống phía dưới xem em làm đúng không. Rồi, đây là một trong số những bài rất thú vị. Bởi vì cái bài này nó thể hiện, nó bộc lộ ra cái điểm yếu của cái việc mà viết hết ra. Một cái cách mà rất nhiều người vẫn dạy cho các em từ trước đến nay. Thầy không phản đối cách này. Nhưng mà khi mà chúng ta viết hết ra rồi thì nó chỉ phù hợp với phần làm bài tập tự luận thôi. Còn về làm trắc nghiệm mà nếu chúng ta ngồi phòng thi mà chúng ta viết hết ra thì nó không thỏa mãn. Các bạn có thể đặt mình vào phòng thi, bây giờ ngồi trong phòng thi mình viết hết ra tất cả đồng phân của C5H10O2 đơn chức thôi là cũng đủ quái oằm rồi. Đủ thôi, bó tay chịu trói rồi. Thế còn công thức mà làm cái này thì cũng toàn. Đúng không ạ? Thế bây giờ mình làm cách nào? 3 cuốn 5 hay 4 cuốn 8 thì mình đồng phân đơn chức ạ. Để các bạn nhìn nha, thầy hướng dẫn này. Đồng phân đơn chức ạ. Đồng phân đơn chức thì khi mà đề bài nó hỏi là đồng phân đơn chức ấy thì nó tương đương với cái việc là đề bài nó sẽ hỏi chúng ta là có bao nhiêu đồng phân axit và bao nhiêu đồng phân este. Ok chưa? Đồng phân axit thì nó sẽ có dạng là RCOH, hay mình đưa anh này về dạng là C4H9COH. Mình đọc nhá. 3 4 5 2 4 8. 3 4 5 2 4 8. Cái chiêu của thầy đấy ạ. 3 4 5 2 4 8. Bạn nào ở bên trong cái khóa học thử của thầy thì cũng đã được học phương pháp này. Và những anh em nào đã học cái khóa học của thầy thì được học cực kỳ kỹ phương pháp này, đúng không? Còn những bạn nào đang coi live hôm nay chưa biết phương pháp này thì không sao cả, coi cái này cũng biết rồi lên YouTube học. Dĩ nhiên nó hơi dài, hơi mất thời gian một chút, bởi vì là bây giờ thầy đã tiến hóa nó lên rồi. Nhưng mà các em vẫn có thể nắm được các bạn. Ok, 3 4 5 2 4 8. Vậy ở đây 4 có 4 đồng phân, không phải viết gì hết, không phải công thức gì hết, san phẳng hết. Este nó có dạng R1COOR2. Mình sẽ có là R1 cộng R2 bằng bao nhiêu? R1 cộng R2 thì nó sẽ bằng là đây ạ. Bằng mấy ạ? 5 trừ đi 1 carbon. 5 trừ đi 1 carbon thì còn mấy? 4. Đúng không? 4. Vậy nó sẽ bằng là 0 cộng với 4, 1 cộng với 3, 2 cộng với 2, 3 cộng với 1. Được chưa? 0 cộng 4, 1 cộng 3, 2 cộng 2, 3 cộng 1. Giờ đọc 3, 4, 5, 2, 4, 8. 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1. 0 có 1, 1 có 1, 2 có 1, 1 có 1, 2 có 1, 3 có 2, 4 có 4, 3 có 2. Được chưa? Vậy mình có nhá. 1 x 4 bằng 4.
1 nhân 2 bằng 2, 1 nhân 1 bằng 1, 2 nhân 1 bằng 1. Được chưa? Giờ mình cộng. Đúng không? Xem nhá, xem nào. 0 cộng 4 này, 1 cộng 3 này, 2 cộng 2 này, 3 cộng 1 này. Được chưa? 4 cộng 2. 4 cộng 2 ạ. Xem nào, thầy có bị thiếu đâu. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 thì chỉ có 1. Đúng rồi, không có thiếu đâu cả. Hay không? Các bạn có hiểu cái chỗ này không? Các bạn có hiểu chỗ này? Dễ lắm, ở dưới cộng, ở trên nhân nhá. Ở dưới cộng thì ở trên nhân, nó cái cách này rất rất đơn giản. Nó giúp chúng ta có thể làm được hầu hết mọi loại đồ phân nét này. Được không ạ? Xịn sò không? Quá xịn còn gì nữa. Xịn cực kỳ luôn nhỉ. Đấy, tại sao nó lại 4? Tại vì là ở đây có 5, 5 trừ đi 1 carbon này còn 4 nhá. 0 tổng bằng 4, 0 cộng 4 bằng 4 này. Đây 0 cộng 4 này, 1 cộng 3 này, 2 cộng 2 này, 3 cộng 1 này. 3 4 5 2 4 8. Đây chỗ này thì nhân nhầm. 2 nhân 1 thì phải bằng 2. Đúng không? 4 cộng 2 cộng 1 cộng 2 bằng 9 cơ. Cái này nó khác này, bạn nào dùng công thức thì chỗ này chỉ ra 8. Bạn nào dùng công thức ấy thì chỗ này công thức nó chỉ ra 8 rồi, nên các bạn toang. Vậy đây này, 4 cộng 9 thì bằng 13 nhá. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Và nhiều bạn chọn đáp án A sai, bởi vì các bạn chỉ tìm đồng phân ST. Nhưng ở đây đề bài hỏi chúng ta đơn chức 9 cộng 4 bằng 13, 13 đồng phân nhá. Câu số 6 mình có 13 đồng phân. Ok. Dễ mà, đúng không? Câu số 7 ạ. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể giới thiệu thầy tới tất cả các bạn, các em, và sử dụng cái phương pháp này để mà tìm được mọi loại đồng phân, để chúng ta không sợ về đồng phân nữa. Câu số 7. STX có công thức phân tử là C4H8O2. C4H8O2. Thủy phân X trong dung dịch NaOH dư thì thu được. Đây có bạn đang bảo là bạn đã bị lừa rồi. Thầy không lừa. Thu được sản phẩm gồm natri propionat là C2H5COONa và anconi. Thế thì vậy thì suy ra nó sẽ có dạng là C2H5COO, C4 trừ đi 3 thì còn là CH3. Vậy anconi chúng ta nó chắc chắn là CH3OH, đúng không? CH3OH. Đáp án đúng là đáp án D. Câu số 8 ạ. Câu số 8. Anh em cũng comment đáp án cho thầy xem coi nào. Câu số 8 đáp án gì? Thủy phân STX có công thức là C4H8O2 thì thu được anconitilic. C4H8O2. Thủy phân nó. Đấy, thủy phân nó thì giả sử thủy phân trong môi trường axit đi. Thì các bạn phải nhớ nhá, thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch, mũi tên hai chiều này. Và phải đun nóng nhẹ đấy. Thì thu được anconitilic là C2H5OH. Vậy anh này nó sẽ tạo thành là CH3COONa. Đúng không? Vậy suy ra tên gọi của X nó sẽ là CH3COOC2H5 etin acetat. Etin acetat. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Etin acetat. Dễ quá nhờ, đúng không? Em anh em có thấy dễ không? Rất là dễ nhá. Câu số 9 xuống cuối nữa. Ở cuối thầy để mấy câu bot hay lắm. Câu số 9 đề minh họa cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Thực hiện phản ứng este hóa giữa 4,6 gam anconitilic C2H5OH. Mình tìm được số mol luôn nhá, 4,6 chia 46 bằng 0,1. Với lượng dư axit acetic CH3COOH mũi tên hai chiều thì thu được este là CH3COOC2H5. Đúng chưa? Cộng nước. Đề bài hỏi hiệu suất phản ứng este. Thì số mol anh này là 0,1, nhưng mà este sinh ra chỉ có là 4,4 chia cho 88 thì bằng 0,05. Vậy suy ra số mol CH5OH phản ứng cũng chỉ là 0,05. Vậy từ đó mình sẽ tìm được hiệu suất phản ứng este hóa.
hiệu suất phản ứng nhiệt hóa bằng số mol phản ứng chia số mol ban đầu nhân với 100% bằng 50%. Vậy 50% này đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ 50%. B, bỏ. Dễ chưa? Câu số 10 ạ. Ui dồi ôi, câu số 10 này mà không làm được thì thôi. Nhờ. Câu số 10 ạ. 10 đáp án gì ạ? 10 dễ ợt luôn. À, tên gọi của este CH3 CO CH5. Thì những cái câu này cho vào dễ để chúng ta sốc lại tinh thần đấy. Etin acetat, đúng không? Đáp án đúng là đáp án B. Etin acetat. Đây, 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 đây. Câu 11, các bạn comment đáp án thầy coi. Câu 11, đây là một cái dạng bài tập mà thầy đã chia dạng rất là kỹ ở bên trong cái khóa F1 của thầy. Đây là dạng bài tập mà thường các bạn đi làm tìm bài tập về este, về đồng phân este, các bạn thường hay chỉ tập trung vào tìm đồng phân este đơn chức. Mà bạn quên mất một điều rằng là chúng ta còn có cái dạng bài tập là tìm đồng phân este đa chức. Ví dụ như dieste, ví dụ như trieste. Đấy. Thì cái này dùng được công thức không? Và các bạn làm theo cách nào? Hay các bạn viết hết ra? Và cách của thầy cực kỳ nhanh. Và các bạn cùng comment đáp án xuống đi, xong rồi thầy giới thiệu chúng ta cái cách của thầy nhá. Skill cực kỳ kinh khủng. Yên tâm ạ. Với thầy mình thì sẽ cân mọi thứ môn hóa bằng những skill cực dị nhưng mà lại sát với bản chất nhất. Câu 11 ạ. Ờ, đây nhá, thầy tiết lộ tí cái cách của thầy nhá. Thầy đặt acid formic là số 1. Acid acetic là số 2. Acid acrylic là số 3. Từ 1 2 3. Được chưa? Đun ethylene glycol gì? Thì có phải ethylene glycol như này không? Đây là ethylene glycol rồi. Thì khi mà đun thì nó sẽ tạo thành este, nó có dạng là CH2OOC CH2OOC và các gốc axit lần lượt cắm vào hai cái vị trí này, đúng không? Chúng ta phải nhìn nhá, tư duy làm nên khác biệt. Hai cái vị trí này nó đối xứng với nhau. Nên là nó đảo chỗ cho nhau là vẫn giữ nguyên nhá. Thế thì bây giờ các bạn nhìn này, bây giờ thầy cho cái gốc axit formic cắm vào đây, một. Thế là có hai gốc axit cắm đây thì mình tìm được một thằng diete, là cả hai gốc axit formic cùng cắm vào hai cái vị trí này. Các bạn hiểu không ạ? Tương tự như vậy thì với axit acetic thầy cho cả hai gốc cùng cắm vào đây, thế là thầy có 22. Tương tự như vậy với axit acrylic thì cả hai gốc cùng cắm đây là 33. Được chưa? Bây giờ là hai gốc khác nhau nhá. Xong tất cả các gốc giống nhau rồi, giờ sang hai gốc khác nhau. Hoặc là gốc axit formic với gốc axit acetic là 12. 21 nó giống nhau tại vì là nó có trục đối xứng. Tương tự như vậy là 13 và tương tự như vậy mình có 23. Vậy tổng cộng thầy có mấy? 6. Nha. Làm kiểu này mình cực kỳ dễ hiểu và không bao giờ viết hết ra. Viết hết ra có đến Tết Tây cơ em. Nhá, một phòng thi viết ra toàn này. Ok, có bạn nào thắc mắc gì về cách viết này không ạ? Có bạn nào thắc mắc gì về cách viết này không thì có thể comment xuống dưới để thầy hướng dẫn. Thắc mắc nhá. Ok ạ, 6 chính xác. 6 ạ. Bạn nào thắc mắc gì thì có thể comment xuống phía dưới, thầy sẽ giải đáp. Cân mọi thắc mắc. Giải đáp hết. 11 ạ. DST có 6. Ok nhá. 12 nào. 12 bắt đầu căng thẳng tí nhá. 12 bắt đầu hơi căng thẳng tí. Thủy phân hết 3,35 gam hỗn hợp X gồm este đơn chức mạch hở. Đây, hỗn hợp X này gồm este đơn chức mạch hở thì cần vừa đủ NaOH là 0,05 mol este đơn chức. Thì bây giờ cứ giả sử như este này este đơn chức, nó không phải este của phenol đi kem. Giả sử nó không phải este của phenol đi thì mình sẽ tìm được số mol của este bằng 0,05. Vậy thì hoàn toàn đến đây mình sẽ tìm được phân tử khối của este bằng 3,35 chia 0,05 bằng 3,35 mà chia 0,05 67.
Úi dồi ôi, 6,7 thì còn dễ nữa. 6,7 này thì nó là một cái phân tử khối cực kỳ nhỏ, nó chỉ có lớn hơn 60, và 60 nó chỉ có là một anh este, nó là C2H4O2, là anh este thấp bé nhất, thấp bé nhẹ cân nhất, HCOCS3. Đấy, chỉ có một anh este này mới có phân tử khối bằng 60 thôi. Thế mà 6,7 nó chỉ lớn hơn 60 nên chắc chắn có anh este này. Thế mà đề bài lại nói chúng ta là thu được một muối. Thế thì thằng này thủy phân đã thu được một muối rồi, là HCO rồi. Vậy thì cái anh este còn lại nó cũng phải có đầu HCO nữa thì nó mới thu được một muối. Và hai ancol cùng dãy đồng đẳng, hai ancol cùng dãy đồng đẳng thì mình chưa nói được gì, đúng không? Mình không nói được gì nhiều cả. Thế thì do là hai ancol cùng dãy đồng đẳng nên từ đó mình sẽ suy ra được rằng là hỗn hợp este này nó sẽ là este no đơn. Hả? Đúng không ạ? Điều chắc chắn mình suy được nó là este no đơn hả? Bởi vì ancol này là ancol no đơn nên cái ancol này cũng phải là ancol no đơn. Vì vậy nên nó hợp lại thành este no đơn. Vậy suy ra mình sẽ có là este no đơn ở công thức tổng quát của nó là CN trung bình H2N trung bình O2. Và phân tử khối của nó bằng 6,7. Thì từ đó chúng ta sẽ tìm được N trung bình. 12N cộng 2N là 14N trung bình. Cộng 32 thì bằng 6,7. Vậy từ đó mình tìm được N trung bình bằng 6,7 trừ 32 chia 14 2,5. Với N trung bình bằng 2,5 thì suy ra công thức của este nó là C2,5H5O2 với số mol bằng 0,05. Bây giờ đề bài bảo cho đốt cháy trong oxy dư thu được CO2 và mg nước. Đấy, đốt cháy trong oxy bình thường thu được CO2 H2O. Đề bài bảo tìm mg nước thì mình đi bảo toán hydro. 0,05 nhân 5 chia 2 bằng 0,125. Ra số mol nhá. Nhân 18 bằng 2,25g. 2,25g. Vậy câu 12 đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Các bạn có hiểu cái cách tư duy để giải câu này không? Đây là một trong số những cái câu rất là hay ở bên trong đề thi Trung học Thông quốc gia năm 2020 nhá. Cái tư duy rất đơn giản thôi. Và những cái kiểu như này chúng ta sẽ rất dễ gặp, rất hay bị hỏi trong các đề thi cũng như đề kiểm tra ở bên trên lớp, ở bên trên trường. Nên các bạn cần chú ý nhá. Thầy có chữa nhanh quá không các em? Các bạn có theo kịp không? Các bạn mà không theo kịp thì nhớ bảo thầy nhá. Câu 13. 13 thì dễ, ancol metilic là CH3OH đúng không? Còn axit formic là HCOOH đúng không? Vậy thì nó sẽ là HCOCS3 đúng không? Đáp án đúng là đáp án C. Câu này dễ quá. Câu 14 ạ. STX có công thức phân tử là C4H8O2. Thủy phân X trong dịch H4 loãng đun nóng thì thu được hỗn hợp sản phẩm gồm axit acetic, CH3COH và chất hữu cơ Y. Vậy thì nó sẽ phải là CH3COOC2H5 đúng không? Vậy công thức của Y nó sẽ là CH5OH. Đáp án đúng là đáp án B. Cái này cũng không có gì phải bàn. Rất dễ. Đây, câu 15. Câu 15 này mới đặc biệt. Tại sao thì lại muốn nói câu 15 này đặc biệt? Bởi vì câu 15 này muốn giải nhanh phải sử dụng một skill cực kỳ đặc biệt của thầy thì mới giải được. Nó gọi là skill đếm ẩn. Còn nếu không các bạn sẽ gần như không giải được, hoặc là giải được nhưng rất mất rất nhiều thời gian. Skill nào mà kinh dị vậy? Các bạn đừng bỏ đi nhé. Các bạn bỏ đi để các bạn rất là tiếc. Bởi vì tất cả cái skill này, kể cả những bạn mà mất gốc cũng có thể học được. Và đa số tất cả các bạn mà sau khi học xong cái skill này đều ồ, đều à, tại sao lại có cách giải kinh dị đấy như vậy. Anh em nào giải được comment đáp án thì coi. Anh em nào giải được comment đáp án thì coi. Comment đáp án thôi. Nào. Comment đáp án ạ. À. 6,84 gam hỗn hợp gồm. Hỗn hợp gồm axit acrylic CH2 nối đôi CH COOH
vinylacetat CH3COO CH nối đôi CH2, metinacrylat CH2 nối đôi CH COO CH3 và axit oleic C17H33COOH. Úi dồi ôi, nhiều quá, đọc cái này cũng méo miệng, nhớ là bọn này cũng đủ toang nhỉ. Rồi đốt cháy rồi hấp thụ sản phẩm cháy ra được CO2 và nước, hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch CaOH hai lần dư. Đấy. Thì sau phản ứng thu được 36 gram kết tủa, ở đây chắc chắn là kết tủa CaCO3. Số mol là 36 mà chia cho 100 thì bằng 0,36 mol nhá. Và dung dịch X. Đề bài muốn hỏi là khối lượng của X so với khối lượng dung dịch CaOH ban đầu thay đổi như nào. Thì khối lượng của X so với CaOH lần ban đầu thì có phải mình sẽ có là delta M dung dịch thì nó bằng M vào trừ M ra không? Thì giờ mình cần xác định là những cái M nào mà vào thằng, những cái anh nào mà vào trong CaOH lần mà bị CaOH lần hấp thụ thì nó chính là khối lượng của CO2 và khối lượng của nước, đúng không? MCO2 cộng M nước trừ M ra thì cái gì thoát ra khỏi dung dịch? Thì cái thoát ra khỏi dung dịch ở đây nó chính là kết tủa CaCO3. 0,36 nhân 100 bằng 36 gram. Do các em để ý nhá, do ở bên trong cái bài này thì anh CaCO2 lần là dư nên số mol kết tủa chính bằng số mol CO2 bằng 0,36. Thế là mình đã tìm được số mol CO2 bằng 0,36 rồi này. Vậy đây là mình đã xác định được 0,36 nhân 44 cộng M nước trừ 36, đúng chưa? Vậy bây giờ mình muốn xác định delta M, mình chỉ cần đi tìm M nước, hay nói cách khác là số mol của nước là xong. Nhưng rất khó khăn. Đề bài chỉ cho ta có hai cái dữ kiện thôi. Một dữ kiện, hai dữ kiện. Đấy, cái dữ kiện này suy ra dữ kiện này đều tính một dữ kiện là chịu rồi. Chẳng có cái gì đặc biệt trong này hết, đúng không ạ? Và ở đây thầy giới thiệu chúng ta một phương pháp cực kỳ kinh dị để giải những giải bài như thế này. Muốn tìm được số mol nước thì mình cần đặt, tìm được số mol anh này là A, B, C, D, đúng không em? Có bạn nào biết phương pháp này không? Có bạn nào biết phương pháp này không? Hãy comment tên của cái phương pháp này xuống dưới này cho thầy coi nào. Hãy comment tên của cái phương pháp này xuống dưới này cho thầy coi nào. Comment tên cái phương pháp này xuống dưới này. Comment tên thôi ạ. Thầy cần một chiếc tên của phương pháp. Không ai biết. À đúng rồi, thì bởi vì là các bạn chưa học thầy nên các bạn chưa biết. Bạn nào học thầy đó các bạn đã biết. Đây là phương pháp đế mật. Nhìn nha, nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nha. Một dữ kiện, hai dữ kiện, được chưa? Mình có hai dữ kiện mà mình có bốn ẩn, vậy mình được quyền gạch đi sao cho số ẩn bằng số dữ kiện. Hai dữ kiện bốn ẩn, gạch đi hai ẩn. Em thích gạch ẩn nào gạch A, B, C, D, em được quyền gạch đi hai. Thế bây giờ mình lấy cái nào khó nhất mình gạch. Chưa chắc cái thằng D này axit oleic, các em nhớ này, mình gạch nó đi này. Thằng này cũng gạch luôn này. Vậy mình còn AB nhá, các em nhìn nhá. Vậy còn AB, phương trình thứ nhất là phương trình bảo toàn khối lượng. Cái công thức phân, cái anh này sẽ có phân tử khối là bằng bản chất của nó là C3H4O2. Vậy nó sẽ có phân tử khối là 72. À, cộng với anh này nó chính là C4H6O2, phân tử khối bằng 86B, bằng 6,84 gam. Phương trình thứ hai mình đi bảo toàn carbon. Mình có là anh này có 1, 2, 3 carbon. 3. Các anh này có 1, 2, 3, 4 carbon. 4B bằng 0,36. Được chưa? Vậy mình giải hệ. 72 bằng 86 bằng 6,84 bằng 3 bằng 4 bằng 0,36 bằng
Ui, a âm các em ạ, âm 0,12, hoang mang tột độ. Nhiều bạn đến đây bảo sai rồi, 0,18. Nhưng các em biết không, riêng với phương pháp này, chỉ riêng với phương pháp này thôi thì số mol âm vẫn tính toán được. Các bạn nhớ nhé, riêng phương pháp này số mol âm vẫn tính toán bình thường. Vậy đến đây này, thầy đi bảo toàn hydro. Trong anh này có, đây thầy bảo toàn hydro xuống dưới cho các bạn dễ nhìn. 2 cộng 1 là 3, cộng 1 là 4. 4 nhân với âm 0,12 cộng với này, 3 cộng 1 là 4, 4 cộng 2 là 6. 6 nhân với 0,18 thì bằng 2 lần số mol nước. Bằng 2 lần số mol nước. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được số mol nước. Kinh dị chưa? Quá kinh dị. 4 nhân âm 0,12 cộng 6 nhân 0,18 bằng 0,6, chia 2 bằng 0,3. Số mol nước bằng 0,3. Kinh chưa? Số mol nước 0,3 giờ thế vào đây thôi. 0,36 nhân 44 cộng 0,3 nhân 18 trừ 36 bằng giảm đi 14 bằng âm 14,76 gram. Âm 14,76 gram thì tương đương với là cái khối lượng của nó bị giảm đi 14. Cái dấu âm ấy là tương đương với việc là khối lượng dung dịch bị giảm đi 14,76. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D, giảm 14,76. Và đây là toàn bộ cái cách giải cực kỳ nhanh, cực kỳ kinh dị của thầy. Các em thấy rất nhanh nhé. Nếu bạn nào mà hiểu phương pháp này thì bài này giải ngon lành đình đào, vèo phát là xong. Đấy, bạn nào có thắc mắc gì về phương pháp này có thể comment xuống phía dưới nhé. Và thầy cũng khẳng định các em một điều rằng nếu các em gạch A và B chỉ giữ lại CD cũng ra đáp án như thế. Gạch B và C chỉ giữ lại AD cũng ra đáp án như vậy. Được không ạ? Gạch A và D giữ lại BC cũng ra đáp án như thế. Có điều số mol của mỗi thằng nó khác thôi, nhưng mà kết quả cuối cùng nó đều là một kết quả. Ok. Xịn chưa? Thấy xem like này không lãng phí chưa? Mày toàn được học skill hay nhờ. Nhớ nhá, nhớ lịch like nhá. Thứ năm hàng tuần 20 giờ, nhớ chưa? Không quên thì mệt. Nào, xong nhá. Một câu thí nghiệm vận dụng cao chốt cho một cái buổi học ngày hôm nay. Thực ra thì biết rằng là đa số các bạn đều rất sợ những câu lý thuyết đếm. Nhưng mà các em biết không, cái phần lý thuyết đếm là phần dễ lấy điểm nhất, dễ hơn 5 câu bài tập siêu khó. Đúng không? Giữa việc mà làm lý thuyết và làm bài tập siêu khó, chúng ta nên chọn lý thuyết. Bởi vì lý thuyết thì chúng ta hiểu là chúng ta có thể làm được. Còn bài tập chúng ta hiểu chưa chắc đã làm được, mà vẫn còn bị dính vào những cái bẫy lừa. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ thầy giảng thật kỹ cho ông ta nghe để biết được cái cách giải câu 16 này như nào. Ancol isoamylic acid acetic kết tinh tại vào khoảng, thầy phân tích là tại sao phải kết tinh, tại vì là cái phản ứng mà thủy mà tạo thành este, este hóa nó sinh ra nước. Thì để mà phải kết tinh để nó giảm bớt cái nước sinh ra ở phía phải thì nó sẽ làm tăng hiệu suất tổng hợp phản ứng, tổng hợp este. Nó tăng hiệu suất đấy. Và ống nghiệm khô lắc đều, thì cả kể cả ống nghiệm khô cũng vậy, để giảm bớt nồng độ của nước, lắc đều đi. Thế thì lúc này thì bọn này hòa tan vào nhau và chưa phản ứng este xảy ra. Ở bước 1 chưa có phản ứng este xảy ra. Đưa ống nghiệm vào nồi nước nóng từ 10 đến 15 phút, sau đó lấy ra và làm lạnh. Thì lúc này nó có phản ứng xảy ra này. Tại bước 2 xảy ra phản ứng este hóa này, chính xác. Được chưa? Rót thêm vào ống nghiệm 10ml dung dịch NaCl bão hòa cho phát biểu sau. Sau bước 3 hỗn hợp chất lỏng tách thành hai lớp, chính xác. Bởi vì sau bước 3 nhá, nó xảy ra phản ứng este hóa. Thì khi nó xảy ra phản ứng este hóa thì anh este nổi lên bên trên. Còn cái hỗn hợp axit dư, ancol dư và nước nó chìm xuống bên dưới. Thế vì vậy nên là, nhưng mà cho thêm NaCl bão hòa vào thì nó tách cái lớp este nổi lên bên trên nó tốt hơn, và lại cái thằng cái hỗn hợp ở bên dưới nó chìm xuống mạnh mẽ hơn. Vì vậy nên sau bước 3 hỗn hợp chất lỏng tách thành hai lớp là chính xác. Có thể thay thế nước lạnh trong cốc 3 bằng dịch NaCl bão hòa. Thì thực ra là nếu mà nói chuẩn là có, cái này là bị lỗi. Nó phải là có thể thay thế dung dịch NaCl bão hòa
trong cốc 3 bằng nước lạnh thì được, thay thế được. Bởi vì là mục tiêu NaCl vào đây là để tách lớp cho cái thằng nổi lên và một thằng chìm xuống. Thì cái nước lạnh vào trong, à đây là rót thêm vào ống nghiệm 10 mít. Thế thì nếu mà rót thêm nước lạnh vào thì không ổn lắm. Bởi vì rót thêm nước lạnh vào thì cái mục đích của nước lạnh nó không làm cho phát, không làm cho tách lớp. Loại C. Sau bước 3 hỗn hợp chất lỏng thu được có mùi chuối chín thì isoamin và axit acetic thì nó tạo thành este. Isoamin acetat nhá, nó có mùi chuối chín là chính xác. H2S4 đặc đóng vai trò chất xúc tác hút nước để chuyển dịch cân bằng. Đóng vai trò chất xúc tác là đúng rồi. Hai môn đặc thì chắc chắn là nó hút nước rồi. Bởi vì là nó hút nước thì nó sẽ kích thích cho cái phản ứng chuyển dịch sang chiều thuận. Đây thầy phân tích cho chúng ta nhìn nhá. Isoaminic này, OH này, cộng axit acetic này, mũi tên hai chiều H cộng này, phun nóng nhẹ này, thì nó tạo thành CH3 này, COO này, 2, 3, 4. Đây, cộng nước. Thì anh H2S4 đặc này nó hấp thụ bằng nước này, thì nước nó hết đi thì nó kích thích cho cân bằng chuyển dịch sang bên chiều phải để sinh ra nhiều nước hơn. Được chưa? Vậy E là đúng này. Vậy mình sẽ có số phát biểu đúng của mình là A, B, D và E. Và chúng ta tổng cộng có mấy phát biểu đúng không? Chúng ta tổng cộng có 4 phát biểu đúng. Đáp án đúng chúng ta đáp án C. Xịn chưa? Xịn chưa? Đấy, thì trên đây là toàn bộ những cái dạng cơ bản của bọn ST. Nó hay thi, nó hay xuất hiện ở bên trong cái đề thi trung học thông quốc gia. Thì thầy đã giới thiệu cho chúng ta. Và trong này thì sẽ có rất nhiều câu chúng ta sẽ gặp rất rất nhiều. Ví dụ như ở dạng tìm đồng phân, ví dụ như dạng ST vận dụng cao như này, đúng không? Và buổi tới có nghĩa buổi ngày mai, thì cái lớp live của thầy, cái lớp S1 ấy, khóa S1 sẽ bắt đầu vào học cái dạng ST vận dụng cao, phần thí nghiệm vận dụng cao này. Bạn nào muốn vào học ngay buổi ngày mai thì vui lòng inbox cho fanpage nhá, nhắn tin cho thầy để tìm hiểu khoa học, để đăng ký khoa học, để vào học nhanh vẫn còn kịp nhá, học nhanh vẫn còn kịp chứ không là không kịp nữa. Nhưng bạn vào sau thì đừng có sợ, bởi vì là tất cả các buổi học live thì đều có video được cắt ra và được đẩy lên trên website cũng như được đẩy lên trên app. Các em chỉ cần vào app thôi là các em học được luôn, được không ạ? Và ok ạ, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay nhá. Cảm ơn các em đã rất là nhiệt tình theo dõi cũng như comment đáp án và ủng hộ thầy. Rất là hy vọng chúng ta có duyên trở thành thầy trò của nhau ở bên trong khoa học S1. Bye bye. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại vào các buổi học sau nhé. Nhớ lịch live stream free. Được chưa? Và các em có thể tham gia cái nhóm của thầy để mà các em có thể theo dõi những cái bài thầy đăng hay những cái kiến thức mà thầy chia sẻ nhé. Không quên click vào nút chuông để xem trước fanpage cũng như để nhận được thông báo bất kỳ khi mỗi lúc thầy live stream. Bye bye. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại.